Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dino Man, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Ngày hôm nay chúng ta hãy quay lại với chuyên mục nhỏ nhất và lớn nhất. Một chuyên mục khá là flop nhưng Dino Man không hề muốn bỏ rơi nó vì nghĩ rằng những video này sẽ giúp các bạn hình dung rõ hơn về sự đa dạng trong thế giới khủng long, ít nhất là về mặt kích thước. Khủng long không phải là những con rồng khổng lồ hay rồng mút như các bạn vẫn nghĩ. Trong da phải của khủng long không thiếu như anh bạn tí hon và cũng rất dễ thương. Mà nếu chúng còn sống thì Dino Man nghĩ có thể các bạn sẽ muốn nhận một em về làm pet đấy. Và danh sách ngày hôm nay của chúng ta sẽ bao gồm những loài khủng long vô cùng nổi bật của nhóm Ceratopsia, dịch ra tiếng Việt có nghĩa là khủng long mặt sừng, horn face. Nói đến khủng long mặt sừng thì không khó để nghĩ ngay đến Triceratops, gương mặt tiêu biểu của nhóm này. Nhưng Ceratopsia không chỉ có Triceratops, còn những loài nào thì hôm nay chúng ta sẽ khám phá dần nha. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Trước tiên thì Dino Man muốn nói sơ lại về phân loại khủng long và vị trí của nhóm Ceratopsia trong da phả của khủng long. Khủng long về cơ bản thì có thể chia làm hai loại, hông chim và hông thần lằn. Khủng long hông chim thì về cơ bản lại có thể chia làm ba nhóm lớn, nhóm Ornithopoda, tức khủng long chân chim, nhóm Thyreophora, tức khủng long mang dép, và nhóm Machinocephalia, tức khủng long đầu diêm. Ceratopsia chính là một nhóm nhỏ hơn nằm trong nhóm Machinocephalia, cùng với nhóm còn lại là Pachycephalosauria. Ceratopsia bao gồm những loài khủng long phi điểu có phần miệng đã tiến hóa thành mỏ sừng, không có răng khá giống mỏ vẹt, nhưng vẫn có răng ở hàm trong. Bên cạnh đó thì phần sừng má dưới mắt nổi lên khá rõ, nhô ra hai bên khiến cho khi nhìn từ bên trên, hốc sọ của những con khủng long Ceratopsia trông khá giống hình tam giác. Ở những loài khủng long mặt sừng sau này thì chúng còn mọc thêm sừng ở trên hai hốc mắt hoặc có thể ở mũi, đồng thời có phần diềm trông khá lớn và trang trí phức tạp. Dù những loài khủng long mặt sừng nổi tiếng chúng ta biết hầu như đều là những gã khổng lồ đi bằng bốn chân, thì nhiều loài khủng long mặt sừng cổ nhất lại có kích thước khá nhỏ và có thể đi bằng hai chân. Sơ lược là vậy, và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những ứng viên cho các danh hiệu nhỏ nhất và lớn nhất của các loài khủng long mặt sừng Ceratopsia. Ứng viên nhỏ nhất đầu tiên, Liaoceratops yanyiguensis. Đây là một loài khủng long mặt sừng siêu nhỏ đến từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, có niên đại khoảng 126 triệu năm trước, thuộc thể phấn trắng sớm. Liaoceratops yanyiguensis được mô tả và định danh vào năm 2002 bởi nhà cổ sinh vật học lương danh người Trung Quốc Tử Tinh. Mẫu định danh cũng như hai mẫu vật khác của Liaoceratops chỉ bao gồm phần hộp sọ, phần xương thân của nó hầu như không được biết đến. Từ những hóa thạch này thì các nhà cổ sinh vật học ước tính Liaoceratops chỉ dài khoảng 50cm và nặng đâu đó tầm 2kg. Là một loài Ceratopsia có niên đại khá sớm, Liaoceratops chỉ có sừng ở má và phần diềm cổ rất nhỏ, không nổi bật như những Ceratopsia sau này. Chính vì thế, các nhà khoa học tin rằng phần diềm cổ và sừng ở các Ceratopsia không có tác dụng để tấn công và phòng thủ như trước đây chúng ta vẫn tưởng tượng, mà chỉ tiến hóa nhằm mục đích trang trí và khỏe mẽ là chính. Ứng viên nhỏ nhất thứ hai, Rifleceratops morrisoni. Dựa trên một mảnh xương hàm dưới được tìm thấy tại công viên khủng long ở Alberta vào năm 2012, một nhóm các nhà cổ sinh vật học đứng đầu là Michael Ryan đã mô tả một loài Ceratopsia mới, được xác định thuộc Leptoceratopsidae, đó là Rifleceratops morrisoni. Tên chi Rifleceratops có nghĩa là mặt sừng điểu sư, lấy cảm hứng từ loài vật thần thoại Griffin, bởi chúng cũng có phần mỏ khá giống mỏ của một số loài chim. Cũng theo nhóm nghiên cứu thì Rifleceratops morrisoni chính là loài khủng long Ceratopsia có cá thể trưởng thành nhỏ nhất được tìm thấy tại Bắc Mỹ. Các ước tính cho thấy, loài khủng long này chỉ dài khoảng nửa mét, tương đương Liaoceratops. Nó sống cách đây khoảng 83 triệu năm trước. Ứng viên nhỏ nhất thứ ba, Yamaceratops dongobiensis. Mông Cổ là một địa điểm nóng về hóa thạch khủng long và ở đây cũng có những loài Ceratopsia nhỏ nhất thế giới. Nhỏ nhất trong số này có lẽ là loài khủng long với danh pháp khoa học Yamaceratops dongobiensis, được các nhà cổ sinh vật học mô tả và định danh vào năm 2006. Tên chi của nó lấy cảm hứng từ Yama, vị thần của cái chết, một phiên bản của Diêm Vương trong văn hóa Tây Tạng. Tên loài chỉ vùng đất phía đông sa mạc Gobi, nếu hóa thạch được tìm thấy. Yamaceratops được xác định có niên đại thuộc tầng Santonian khoảng 86,3 đến 83,6 triệu năm trước. Cũng như hai cái tên trước thì Yamaceratops có chiều dài toàn thân chỉ khoảng 50cm và cân nặng cũng chỉ tầm 2kg. Ứng viên nhỏ nhất thứ tư,
Microceratus gobiensis. Vào năm 1953, thì nhà cổ sinh vật học người Thụy Điển Anders Bolin đã mô tả một mẫu vật khủng long đến từ Mông Cổ có kích thước rất nhỏ, được ông xác định là một loài mới thuộc nhóm khủng long mặt sừng Ceratopsia. Ông đặt tên cho loài mới là Microceratops gobiensis, có nghĩa là sừng nhỏ đến từ sa mạc Gobi. Tuy nhiên, do cái tên Microceratops sẽ được đặt cho một loài ong bóc cày trước đó, nên nó đã được đổi lại là Microceratus gobiensis. Microceratus sống cách đây 90 triệu năm trước, và giờ trên hóa thành thì các nhà cổ sinh vật học ước tính chúng có thể dài khoảng 60cm, lớn hơn một chút so với Leoceratops, Yamaceratops và Gryphoceratops. Microceratus cũng từng xuất hiện trong một số cảnh của Jurassic World Dominion. Ứng viên nhỏ nhất thứ 5, Achelops americanus. Đây là cái tên thứ hai của Bắc Mỹ trong danh sách này. Achelops americanus là một loài khủng long Ceratopsia có niên đại khoảng 107 triệu năm trước, với hóa thạch một phần hộp sọ được tìm thấy tại hạt carbon bang Montana vào năm 1997. Ban đầu thì nhà cổ sinh vật học Scott Mason cho rằng đây là hóa thạch của Zephyrosaurus, một chi khủng long không chim khác, nhưng sau đó thì ông tin rằng đây là một loài Ceratopsia hoàn toàn mới. Scott Mason đã danh pháp cho nó là Achelops americanus, trong đó tên chỉ Achelops có nghĩa là mặt đại bàng, dựa trên cái mỏ giống chim của con khủng long. Còn tên loài Americanus có nghĩa là châu Mỹ, cũng là cách để đề cập rằng đây là loài Neoceratopsia gốc đầu tiên được phát hiện tại châu Mỹ. Achelops chỉ dài khoảng 60cm, tương đương Microceratus. Như vậy là chúng ta đã điểm danh xong 5 ứng viên cho vị trí khủng long Ceratopsia nhỏ nhất, và bây giờ hãy đến với 5 cái tên tiếp theo, đại diện cho một thái cực trái ngược hoàn toàn, đó là những gã khổng lồ nhất. Ứng viên lớn nhất đầu tiên, Pachyrhinosaurus canadensis. Hình ảnh của Pachyrhinosaurus có lẽ đã khá quen thuộc với các fan khủng long khi chúng liên tục được xuất hiện trong các bộ phim về khủng long gần đây, từ phim điện ảnh Working with Dinosaurs cho đến phim tài liệu Prehistoric Planet. Chi Pachyrhinosaurus gồm ít nhất 3 loài, trong đó loài lớn nhất là Pachyrhinosaurus canadensis, với chiều dài cơ thể từ 6 cho đến 8 mét và cân nặng có thể từ 3 cho đến 4 tấn. Ngoại hình của chúng cũng khá đặc trưng khi không có sừng ở mũi như nhiều Ceratopsia to lớn khác, mà thay vào đó sở hữu một cái bú dài ngay phía trên mũi. Pachyrhinosaurus được biết đến thông qua một số lượng mẫu vật rất phong phú, trong đó có những bãi xương với nhiều cá thể thuộc các độ tuổi khác nhau, cho phép các nhà khoa học nghiên cứu kỹ lưỡng những giai đoạn phát triển của chi khủng long này. Chúng có niên đại khoảng 73,5 đến 69 triệu năm trước. Ứng viên lớn nhất thứ hai, Titanoceratops uranus. Cái gì mà gắn với chữ Titan thì chỉ cần đọc lên thôi là đã thấy khổng lồ rồi, mặc dù vẫn còn một số tranh cãi liên quan đến danh pháp khoa học này. Nhưng Titanoceratops uranus nếu thật sự là một chi và loài riêng biệt thì sẽ là một trong những khủng long mặt sừng lớn nhất từ trước đến giờ, với chiều dài ước tính khoảng 6,8 mét và cân nặng khoảng 6,55 tấn. Chỉ riêng hộp sọ của con khủng long này có thể đã dài đến 2,65 mét, nằm trong top những hộp sọ dài nhất của động vật trên cát. Nó có niên đại cách đây khoảng 75 triệu năm trước và có quan hệ rất gần gũi với Triceratops. Ứng viên lớn nhất thứ 3, Torosaurus latus. Torosaurus có nghĩa là thằn lằn đục lỗ, bởi trên diềm của con khủng long Ceratopsia này có hai cái lỗ rất lớn. Cũng như Titanoceratops, Torosaurus latus có quan hệ gần gũi với Triceratops. Thậm chí chúng còn tồn tại gần như cùng một niên đại với Triceratops khoảng 68 cho đến 66 triệu năm trước. Các cá thể Torosaurus có phần sừng ở mũi tương đối ngắn, khác biệt so với Triceratops prosus, nhưng lại giống Triceratops horridus ở điểm này. Điều đó khiến cho người ta từng nghi ngờ về tính hợp lệ của danh pháp Torosaurus và cho rằng nó chỉ là một dạng trưởng thành hơn của Triceratops. Nghi vấn đó đã bị bác bỏ với các nghiên cứu vào năm 2011, 2012 và 2013, và Torosaurus vẫn giữ được sự độc lập của mình với Triceratops. Torosaurus có thể dài từ 7,5 đến 9 mét và có thể nặng hơn 6 tấn. Ứng viên lớn nhất thứ hai, Triceratops prosus hoặc Triceratops horridus. Trong chi Triceratops thì chúng ta có tới hai loại khác nhau, đó là Triceratops prosus và Triceratops horridus. Trong khi Triceratops prosus có sừng mũi dài thì Triceratops horridus có sừng mũi ngắn hơn. Đáng lẽ thì cả hai loài này đều xứng đáng có một vị trí trong top 5 vì chúng có kích thước lớn gần như tương đương nhau, nhưng do cùng một chi nên chúng ta hãy cho chúng xếp cùng một vị trí để có thể biết thêm những cái tên khác ngoài chi Triceratops. Theo ước tính của các nhà khoa học, cả hai loài Triceratops đều có thể dài từ 8 đến 9 mét và nặng từ 6 đến 10 tấn. Chúng là những kẻ ăn thực vật cực kỳ mạnh mẽ trong hệ sinh thái, và dù sống cùng với một trong những kẻ săn mồi đáng sợ nhất là T-Rex, chúng hoàn toàn có thể khiến đối thủ phải dè chừng với kích thước khổng lồ và cặp xương khủng khiếp của mình, vốn có thể dài đến 1 mét hoặc hơn.
ứng viên lớn nhất thứ năm, Eotriceratops insularis. Nếu Triceratops không phải là khủng long mặt sừng lớn nhất, thì đó có thể là con khủng long nào? Bố của Triceratops còn gì nữa? Hãy cùng ghi nhớ cái tên Eotriceratops. Trong tên cũng có Triceratops nhưng được thêm chữ Eo, có nghĩa là bình minh hoặc đầu tiên. Chúng rất giống Triceratops ngoại trừ một số khác biệt nhỏ. Bên cạnh đó thì nơi tìm thấy chúng nằm xa hơn về phía bắc so với những nơi tìm thấy hóa thạch của Triceratops. Niên đại của chúng cũng nằm trước Triceratops một khoảng thời gian, và điều đó khiến một số người nêu giả thuyết rằng chúng có thể là tổ tiên trực tiếp của Triceratops, dù khó mà kết luận chắc chắn. Eotriceratops sống cách đây 68,8 triệu năm trước. Các ước tính cho thấy chúng có thể dài từ 8,5 cho đến 9 mét và nặng đến 11 tấn. Chỉ riêng hộp sọ tính cả phần sừng đã có thể dài đến 3 mét. Cũng có một số ước tính cho ra kết quả nhỏ hơn. Tuy nhiên, sự rời rạc của mẫu vật Eotriceratops khiến những ước tính có thể biến thiên rất nhiều. Vì thế, vị trí này của Eotriceratops cũng không thật sự chắc chắn. Vâng, vừa rồi là 5 ứng viên nhỏ nhất và 5 ứng viên lớn nhất của nhóm khủng long được gọi là khủng long mặt sừng. Vẫn có thể còn những ứng viên khác xứng đáng hơn nhưng chưa được nêu tên ở đây vì thiếu số liệu chính xác. Vì vậy, các bạn hãy coi đây là một danh sách tham khảo với mục đích chính là để nhìn nhận đầy đủ hơn về sự đa dạng của các nhóm khủng long từng hiện diện trong lịch sử trái đất. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký, cũng như theo dõi để không bỏ lỡ các video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.